Bản tin thế giới ngày 21 tháng 10 Chuyên gia Nga vô tình thừa nhận Điện Kremlin nói dối về máy bay không người lái của Iran Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhận định nguy cơ Belarus tấn công ngày càng lớn, hướng tấn công có thể thay đổi về phía Tây Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố hiệu quả của hệ thống phòng không của đất nước Tổng thống Putin đặt một số khu vực bao gồm Moscow vào tình trạng tăng cường cảnh giác Bộ công an Trung Quốc tự nhận rằng đây là quốc gia an toàn nhất, liền bị người dân chế nhạo. Trung Quốc liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng nhưng tin tức đều bị xóa khỏi tìm kiếm nóng. Nguyễn tươi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, nội dung chi tiết của bản tin thế giới hôm nay sẽ được tiếp nối ngay sau phần quảng cáo. Mong quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Kính thưa quý vị, truyền thông Mỹ Newsweek đưa tin, một chuyên gia truyền hình của Nga đã thừa nhận rằng nước này đã sử dụng máy bay không người lái của Iran trong các cuộc tấn công chống lại Ukraine, bất chấp những lời phủ nhận trước đó từ Điện Kremlin. Theo kênh Newsweek, chuyên gia này có vẻ đã không nhận ra là mình đang trên sóng truyền hình trực tiếp khi ông đưa ra tuyên bố. Phóng viên của đài BBC Đông Âu Sarah Rainford đã đăng lên Twitter một đoạn video dài 14 giây ghi lại cảnh tham luận viên của đài truyền hình Nga bước đến chỗ ngồi để chuẩn bị cho một phân đoạn trên truyền hình. Phóng viên Renford đã đăng đoạn video vào sáng thứ Năm kèm với nội dung cho biết, các quan chức Nga đã nói, sao ông dám gợi ý rằng chúng ta đang sử dụng máy bay không người lái của Iran? Nhưng ông Pundit, người không nhận ra rằng mình đang trên sóng trực tiếp, thì nói, chúng tôi sẽ không làm dung chuyển con thuyền, vì vậy tôi xin các ông đừng tập trung quá nhiều vào người Iran. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết đấy là người Iran, nhưng các nhà chức trách thì không muốn thừa nhận điều đó. Các quan chức Iran và Nga đã luôn phủ nhận việc sử dụng máy bay không người lái của Iran để chống lại Ukraine. Nhưng các hãng truyền thông phương Tây, bao gồm cả Reuters và Washington Post, đều đưa tin vào hôm thứ Ba rằng Iran đã hứa cung cấp tên lửa và máy bay không người lái cho chính phủ của ông Putin. Dẫn lời các quan chức cấp cao của Iran và quan chức an ninh Mỹ. Thỏa thuận đạt được lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 10, trong chuyến thăm của Phó Tổng thống thứ nhất Iran là ông Mohammad Mokhobar tới Moscow. Reuters cho biết thêm, bằng chứng về việc Nga đang sử dụng máy bay không người lái của Iran có thể dẫn đến leo thang xung đột, và các nước trong liên minh chống Nga cũng có thể thực hiện các biện pháp trừng phạt chống lại Iran. Michael Kimmet, giáo sư và chủ nhiệm khoa lịch sử tại Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, đã nói với hãng tin Mỹ Newsweek rằng máy bay không người lái của Iran cùng với các công cụ khác chủ yếu được sử dụng để nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, chẳng hạn như lưới điện. Khi được hỏi về việc sử dụng máy bay không người lái của Iran, thì các quan chức Nga lại luôn hứa rằng họ chỉ sử dụng thiết bị của Nga trong các cuộc tấn công người phát ngôn nga dmitry peskov đã cho biết trong bài báo của reuters rằng thiết bị của nga đều có danh pháp tiếng nga tất cả các câu hỏi tiếp theo nên được chuyển đến bộ quốc phòng chuyển sang một diễn biến khác bộ tổng tham mưu ukraine cho hay mục tiêu của cuộc tấn công sắp tới nếu có từ lãnh thổ belarus có thể là cắt đứt nguồn cung cấp thiết bị của phương tây cho lực lượng vũ trang của ukraine ông Oleksiy Gromov, Phó Cục trưởng Cục tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang của Ukraine đã cho biết trong cuộc họp giao ban vào hôm thứ Năm ngày 20 tháng 10. Cụ thể, theo lời của ông Gromov, mối đe dọa về một cuộc tấn công lặp lại vào Ukraine từ lãnh thổ của Belarus ngày càng lớn. Nhưng hướng của cuộc tấn công mới có thể được thay đổi về phía tây của biên giới giữa Ukraine và Belarus nhằm ngăn chặn việc cung cấp thiết bị và vũ khí của phương Tây cho các lực lượng vũ trang của chính quyền Kyiv. Ngoài ra, ông Gromov cũng nói rằng việc khai triển hàng không và các đơn vị khác của quân đội Nga vẫn tiếp tục ở Belarus. Ngoài ra, có một cuộc vận động bí mật ở Belarus và lãnh đạo đất nước tiếp tục trao lãnh thổ của mình cho Nga để phóng tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ của Ukraine. Đặc biệt, ông Gromov cũng lưu ý rằng máy bay MiG-31 đóng trên lãnh thổ Belarus có thể được trang bị loại tên lửa giao găm của Nga. Người phát ngôn này cho biết thêm, tình hình ở biên giới Ukraine, Belarus được Bộ Tổng tham mưu theo dõi liên tục. Các biện pháp đang được thực hiện để bảo vệ các khu vực ở hướng Bắc. Hôm qua, theo truyền thông Ukraine loan báo, các máy bay quân sự MiG-31 đã cất cánh từ các sân bay ở Machulichi và Baranovichi. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Belarus giải thích, các cuộc điều động của nhóm không quân Nga chính là các cuộc tuần tra biên giới theo kế hoạch. Jeff Henshikin, trợ lý chỉ huy của lực lượng liên hợp các lực lượng vũ trang Ukraine, phụ trách liên lạc chiến lược, gần đây cũng cho rằng một cuộc tấn công mới từ Belarus có thể xảy ra vào mùa xuân. Tiếp tục một báo cáo khác từ phía Ukraine Chuyển tướng Oleksiy Gromov, Phó Cục trưởng Cục tác Chiến chính của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, cũng cho biết trong cuộc họp giao ban ngày 20 tháng 10 về hiệu quả trung bình của hệ thống phòng không Ukraine là 64%. Hiệu quả của hệ thống phòng không của chúng tôi vẫn ở mức khá cao, 64%. Và 81 tên lửa trong tổng số 126 tên lửa được sử dụng đã bị phá hủy. Ông Gromov tuyên bố đồng thời hiệu quả của lực lượng phòng không Ukraine ngày càng gia tăng. Đặc biệt, theo ghi nhận của Bộ Tổng tham mưu nước này trong những tuần gần đây, trong các cuộc tấn công bằng tên lửa lớn, lực lượng phòng không của lực lượng vũ trang Ukraine đã thu được nhiều kinh nghiệm đáng kể trong việc loại bỏ các mục tiêu của đối phương và các mẫu hệ thống tên lửa phòng không di động mới. Đồng thời, việc phân tích bản chất của việc sử dụng vũ khí tên lửa của quân địch trong thời gian vừa qua đã cho thấy mức độ gia tăng mạnh mẽ và đáng kể. Đồng thời, lực lượng vũ trang Liên bang Nga bắt đầu sử dụng các tên lửa hành trình phóng từ trên không. Và trong thời gian trước đó, việc sử dụng các loại tên lửa này hoàn toàn không được ghi nhận. Ông Kromov nói thêm, 29% trong số đó là tên lửa Caliber. Phân tích bản chất của việc kẻ thù sử dụng máy bay không người lái Shahid-136 Kamikaze trong thời gian vừa qua cũng cho thấy mức độ gia tăng mạnh mẽ của nó. Kể từ ngày 10 tháng 10, kẻ thù đã sử dụng 176 máy bay không người lái chống lại các đối tượng trên lãnh thổ của Ukraine. So với thập niên trước là gấp 2,5 lần. Ông Gromov kết luận. Quan chức Nga nói thêm, Chúng tôi xin nhắc lại rằng, vào ngày 10 tháng 10, Nga đã phóng 83 tên lửa, trong đó lực lượng phòng không đã bắn hạ 43 tên lửa. Ngày hôm sau, lực lượng phòng vệ của Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Nga vào mục tiêu của 6 khu vực đông dân cư các đơn vị phòng không bị tiêu diệt, 32 mục tiêu trên không ở các hướng khác nhau ngày hôm sau. Tại nước Nga, ông Putin đặt một số khu vực bao gồm cả Moscow vào tình trạng tăng cường cảnh giác. Tổng thống Nga Putin hôm 20 tháng 10 đã tuyên bố thiết quân luật tại bốn khu vực của Ukraine mà Nga đã sắp nhập, sau động thái tổ chức di tản khoảng một tuần trước đó, đồng thời đặt một số khu vực của Nga bao gồm cả thủ đô Moscow trong tình trạng tăng cường cảnh giác với lệnh hạn chế giao thông và tăng cường trật tự công cộng ở thủ đô. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, người đã cố gắng giữ cho thủ đô hoạt động như bình thường, cùng ngày đã cho biết, tôi phải nhấn mạnh rằng hiện tại không có biện pháp nào đang hạn chế nhịp sống bình thường. Việc bảo đảm ổn định kinh tế, các biện pháp an ninh, sự phối hợp của các lực lượng vũ trang cũng như ứng phó khẩn cấp, phòng thủ dân sự, phương tiện bảo vệ, vân vân sẽ được thực hiện bởi chính quyền liên bang và thành phố ông Sobyanin cho biết trong một bài đăng trên ứng dụng Telegram. Kể từ khi Tổng thống Putin công bố lệnh điều động quân sự một phần, thành phố Moscow đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự rút lui của một số công ty phương Tây và sự ra đi của một số tầng lớp trung lưu. Ngoài ra, ông Putin đã đặt Crimea được sát nhập bởi Moscow vào năm 2014 và một số khu vực phía nam của nước Nga dưới các biện pháp an ninh mới theo lệnh thiết quân luật có thể hạn chế sự di chuyển của người dân. Tuy nhiên, thống đốc thành phố Rostov của Nga, ông Vasily Golubov đã cho biết sẽ không có thay đổi gì đối với người dân địa phương. Tôi muốn nhấn mạnh rằng không có thay đổi cụ thể nào đối với cư dân. Ở Rostov không có lệnh cấm di chuyển. Ông Golubov nói trong một bài đăng trên kênh Telegram. Tiếp theo chương trình là phần tin tức đáng chú ý liên quan đến Trung Quốc. Thưa quý vị, Trung tâm báo chí của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức họp báo vào ngày 19 tháng 10. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Công an Hứa Cam Lộ đã nói rằng, cảm giác an toàn của công chúng đạt 98,6% và Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Lời tuyên bố này đã ngay lập tức làm dấy lên rất nhiều lời chế giễu của người dân Trung Quốc. Họ đã liên kết với vụ án kinh hoàng ở Đường Sơn trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy ông Hứa Cam Lộ đã tuyên bố trong cuộc họp báo rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ giết người thấp nhất, tỷ lệ tội phạm hình sự thấp nhất và ít vụ nổ súng nhất. Ngày nay Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất được thế giới công nhận. Ông Hứa cũng nói rằng trong một cuộc khảo sát do Cục Thống kê quốc gia thực hiện vào năm 2021, cảm giác an toàn của công chúng đạt 98,6% khiến Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Nhưng Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc cũng tiết lộ rằng, trong 10 năm vừa qua, tổng cộng 3.799 cảnh sát ở Trung Quốc đã bị chết khi làm nhiệm vụ, và hơn 50.000 cảnh sát bị thương. Theo thời báo Chị Phục Tham, vào chiều ngày 19 tháng 10 theo giờ địa phương, chủ đề của cái gọi là Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất được thế giới công nhận, đã xuất hiện trên tìm kiếm nóng của Baidu. Về vấn đề này, rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã lấy vụ việc gây chấn động về nhóm xã hội đen đánh đập bốn cô gái trong một quán thịt nướng ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc vào tháng 6 năm nay làm ví dụ để chế nhạo. Họ đã bình luận rằng, Đường Sơn là an toàn nhất, sẽ không ai bị đánh và biến mất khi đang ăn thịt nướng. Hay bốn cô gái 2 giờ sáng vẫn dám ra đường để ăn thịt nướng, trên thế giới này không nơi nào an toàn bằng Đường Sơn của Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi các phương tiện truyền thông chính thức của chính quyền Trung Quốc đăng những lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công an hứa cam lộ trên Weibo thì tất cả đều đóng khu vực bình luận và mở chế độ xét duyệt bình luận. Một cựu giáo viên của ngành giáo dục Trung Quốc, đồng thời là người làm truyền thông độc lập có tên là Ninh Tĩnh đã đặt câu hỏi: Con số mà chính quyền đưa ra đến từ đâu? Do đâu mà chính quyền Trung Quốc lại tự tin đến vậy? Ninh Tĩnh nói với phóng viên của thời báo Triều Tham vào ngày 19 tháng 10 rằng không nói đâu xa, chúng ta hãy nói về sự kiện gần đây nhất. Thứ nhất, trong đầu năm nay, vụ việc người phụ nữ đeo xích sắt ở Từ Châu của tỉnh Giang Tô, cho đến tận hôm nay, người phụ nữ tám con tên là Lý Oánh này còn sống hay đã chết và đang ở đâu thì chúng ta cho tới bây giờ vẫn chưa rõ. Hơn nữa chính quyền cũng không đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho công chúng. Thứ hai, nói gần hơn một chút, vụ đánh đập tại một nhà hàng thịt nướng ở đường Sơn, bốn cô gái rốt cuộc còn sống hay đã chết. Còn những hành động tàn bạo đối với các cô gái này mà chúng ta thấy trong video so với kết quả mà cảnh sát đường Sơn đưa ra cũng khác nhau. Ninh Tĩnh nhận định rằng, so với người dân bình thường thì thế lực ngầm được chính quyền Bắc Kinh chăn dắt vẫn được an toàn nhất. Ví dụ như rốt cuộc ai đã mua bán người phụ nữ đeo xích sắt, ai là kẻ đã xâm hại cô ấy? Con cái của cô ấy là ai? Cho đến bây giờ, chúng ta đều không thể nào biết được. Cô cũng lưu ý rằng, trong vụ đánh đập ở đường Sơn, khi bị thẩm vấn, thì những tên hung thủ đều đeo khẩu trang kín mít. Do đó, mọi người không biết những người thực sự bị thẩm vấn rốt cuộc là ai cả. Ngay cả những con hổ lớn hay tội phạm chính trị như Tôn Lực Quân và những người khác khi bị xét xử đều để lộ mặt. Nhưng tại sao những tên tiểu lâu la này lại phải che mặt? Cô đã chỉ ra rằng, từ ngày đầu tiên Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, nó đã bắt đầu bằng những lời nói dối và cho đến tận ngày nay, nó vẫn tiếp tục sử dụng những lời nói dối để duy trì sự thống trị của mình. Thông qua sự việc người phụ nữ đeo xích sắt hoặc vụ đánh đập ở đường Sơn, tôi tin rằng đã ngày càng nhiều người Trung Quốc nhìn thấu bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó chính là một tổ chức lưu manh và một tà giáo. Cô Ninh Tĩnh nói thêm vì vậy, chúng tôi muốn kêu gọi nhiều người Trung Quốc hoặc là đứng lên hoặc là tránh xa con ác ma này. Luật sư nhân quyền Trung Quốc Ngô Thiệu Bình cũng nói với phóng viên của Thời báo The Bục Tham rằng ông tin rằng người Trung Quốc sống trong xã hội Trung Quốc sẽ không ai thực sự tin vào tuyên bố chính thức này. Hơn nữa, mọi người dân Trung Quốc nên hiểu rằng đằng sau sự kiện đường sơn và người phụ nữ đeo xích sát ở Trung Quốc thì không có nơi nào là an toàn cả. Nói một cách khác, ở Trung Quốc không có pháp luật hay công lý nào cả. Bạn có thể trở thành người phụ nữ bị đánh đập ở đường Sơn khi đang đi trên đường, hoặc cũng trở thành người phụ nữ ở Từ Châu bị xiềng xích vào bất cứ lúc nào. Người dân Trung Quốc từng đào bới được bằng chứng hai nhân viên cảnh sát cũng có mặt trong quán thịt nướng khi vụ đánh đập xảy ra. Trong đó có cả Mã Ái Quân là phó trưởng quận Lộ Bắc, thành phố Đường Sơn. Cùng lúc đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin Trương Hòa, cựu bí thư thành ủy Đường Sơn là người chống lưng cho băng đảng xã hội đen này. Mặc dù vụ việc đã thu hút sự chú ý của hàng tỷ người, nhưng nó đã bị giảm nhẹ tính nghiêm trọng dưới sự đàn áp của chính quyền Bắc Kinh. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, vào ngày 23 tháng 9, 28 bị cáo trong vụ án đã được tuyên án sơ thẩm, và thủ phạm chính là Trần Kế Chí bị kết án 24 năm tù. Tuy nhiên, như trong bài báo là không có ai trong số 4 phụ nữ bị hại tham dự phiên tòa vụ đánh người ở đường Sơn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Còn rất nhiều vụ gây trọng thương khác ở Trung Quốc vẫn chưa bị phanh phui. Vụ người phụ nữ đeo xích sắt ở thành phố Từ Châu của tỉnh Giang Tô bị phanh phui vào đầu năm nay 2022. Giữa mùa đông lạnh giá, cảnh người phụ nữ tám con bị giam trong căn nhà rột nát, đi chân trần, mặc một chiếc áo mỏng manh, bị xích cổ, khiến cư dân mạng vô cùng thương cảm và phẫn nộ. Sau đó, người phụ nữ đeo xích sắt đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần cùng với cổ tay bị xích và từ đó biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Tiếp tục những vấn đề về nội tình Trung Quốc. Thưa quý vị, sau các báo cáo về vụ cháy rừng ở Quế Lâm của tỉnh Quảng Tây, các tỉnh Giang Tây, Hồ Nam và Chiết Giang cũng đã lần lượt thông báo đã xảy ra cháy rừng Tuy nhiên, tình hình cấp bách khiến người dân lo lắng cao độ, lại không được liệt vào danh sách tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Weibo. Vào ngày 17 tháng 10, trên Internet đã có nhiều tin đồn do một vụ cháy rừng đã bùng phát ở dãy núi Nam Lĩnh, phía bắc của Quế Lâm của tỉnh Quảng Tây, và ngọn lửa sau đó đã lan sang các thôn và huyện xung quanh. Theo một đoạn video được quay tại đường cao tốc Tuyền Nam, vào thời điểm đó, ngọn lửa cháy rừng đã ập đến hai bên đường. Khói đen ngút trời treo khuất hoàn toàn tầm nhìn của các phương tiện giao thông ở trên đường Đoạn video do tài khoản Twitter đăng tải đã cho thấy hiện trường đám cháy rừng vẫn tiếp tục bùng cháy Thậm chí cả bầu trời có màu vàng ảm đạm, có nơi bầu trời đỏ trông như màu máu Cũng trong ngày 17 tháng 10, một đám cháy lớn đã bùng phát tại huyện Tân Điền thuộc thành phố Vĩnh Châu của tỉnh Hồ Nam Theo đoạn video được đăng tải trên Canching World Đám cháy rừng ở thị trấn Long Tuyền, huyện Tân Điền, thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam bùng cháy từ nửa đêm ngày 17 cho đến tận ngày 19, không thể kiểm soát được. Nhiều ngôi làng và thị trấn chìm trong biển lửa và nhà cửa đã bị thiêu rụi. Vào ngày 18 tháng 10, một số video từ Tencent đã cho thấy cháy rừng đã bùng phát tại thành phố Can Châu, tỉnh Giang Tây. Theo báo cáo, một đám cháy đã bùng phát tại thị trấn Ngũ Vân, quận Cán, thành phố Cán Châu, Đám cháy liên tục thiêu dụi thị trấn Thủy Tây, quận Trương Cống, cho tới gần kho dầu Cán Châu. Đám cháy kéo dài hàng chục giờ đồng hồ. Do gió mạnh nên không thể dập tắt lửa. Thời báo Địa Bục Tham đã dẫn lời một số cư dân mạng tiết lộ rằng ngọn lửa ở quận Tây An, thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam đã cháy từ thị trấn Long Tuyền đến thị trấn Ký Thôn. Hiện tại, trên các nền tảng lớn không có đưa tin về vụ việc này. Bạn có thể vào tài khoản WeChat để xem. Nhiều thôn đã bị đốt cháy. Trên thực tế, khu vực này đã không có mưa trong suốt 4 tháng và hạn hán rất nghiêm trọng. Ngoài huyện Tây An, thành phố Vịnh Châu, tỉnh Hồ Nam, ngày 18 tháng 10, được biết một vụ cháy rừng ở trên núi cũng đã xảy ra tại huyện Vĩnh Hưng, thành phố Sâm Châu. Tờ Vision Time dẫn lời cư dân mạng cho biết, chiều nay 18 tháng 10, trong thành phố có cho bụi bay. Tôi không biết đây có phải nguyên nhân hay không. Ngoài ra, cũng vào ngày 18, trên TikTok đã lan truyền một tin đám cháy rừng bùng phát tại huyện Vĩnh Gia, thành phố Ôn Châu của tỉnh Chiết Giang. Do gió thổi mạnh vào đám cháy, nên đám cháy rừng tại địa phương này tiếp tục lan rộng cho đến tận đêm khuya. Tuy nhiên, trước những tin tức báo cáo về nhiều vụ cháy rừng ở các địa điểm nêu trên, phía chính quyền Trung Quốc đều ngăn chặn thông tin hoặc là xử lý ngầm. Hiện tại, trên nền tảng Weibo, có nhiều cư dân mạng địa phương đã thông báo rằng nội dung liên quan đến cháy rừng đều bị kiểm duyệt. Ít nhất 3 chủ đề liên quan như cháy rừng ở Sâm Châu, cháy rừng ở Vĩnh Châu, cháy rừng ở Cán Châu đều đã bị ban quản trị mạng chặn lại. Ngoài ra, bài đăng của một số cư dân mạng cũng liên tiếp bị xóa bỏ. Tờ Epoch Times đã trích dẫn một số bình luận của cư dân mạng Trung Quốc. Cư dân mạng đặt câu hỏi, một trận cháy lớn như vậy tại sao lại không trở thành tìm kiếm nóng van xin những kẻ cặn bã đừng xóa chủ đề này khỏi tìm kiếm nóng. Người khác trả lời rằng đừng phí công nữa, vào lúc này bên trên chính quyền sẽ không thông báo. Có lẽ lý do là sự việc này đang diễn ra trong thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một cư dân mạng khác đã mô tả chi tiết. Đã gần 2 ngày rồi mà ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt. Nó sẽ nhanh chóng cháy lan sang thành phố. Xin hãy giúp đỡ. Mấy chiếc trực thăng đến đều không thể dập lửa. Nhiều dân làng đã mất đi nhà cửa. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng hoặc các phương tiện truyền thông đã không trả lời về điều này. Theo tài khoản Weibo chính thức của cơ quan phòng cháy chữa cháy tỉnh Hồ Nam lại loan báo rằng các nhân viên cứu hỏa ở Thiệu Dương, Hồ Nam đã dập tắt một đám cỏ cháy trước cổng của đội cứu hỏa. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thế giới ngày 21 tháng 10 của DKN TV cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại